Xin chào tất cả các bạn, nhìn quang cảnh này thì các bạn cũng thấy khá quen thuộc rồi đúng không ạ? Và ngay lúc này thì chúng tôi đang có mặt tại tầng 5, khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc để tiếp tục cùng các bạn thực hiện livestream theo chân bà bầu đi đẻ. Và ngày hôm nay thì sản phụ của chúng ta là chị Nguyễn Linh Trang với một vấn đề mà được rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Thế nào là thai to và thai quá ngày dự sinh? Và liệu trong trường hợp này thì có nguy hiểm hay không? Xử trí như thế nào? Thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong livestream ngày hôm nay nhé! Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tiến gần đến hành lang, nơi mà mẹ chồng và chồng của chị Trang đang ngồi đợi để trò chuyện một chút nhé. Cháu chào cô và anh ạ. Cháu được biết là cô là mẹ chồng và đây là chồng của chị Trang. Và cháu xin phép được một chút là gia đình mình đến từ đâu ạ? Anh là Toàn, anh đến Bắc Giang. Vâng, chị Trang thì sinh bé thứ mấy rồi ạ? Bé này là em, và anh là bé đầu. Dạ vâng, và không biết thì bây giờ cảm xúc của anh đang cảm thấy như thế nào? Anh có một chút lo lắng, và đang mong chờ, hy vọng là cả hai mẹ con để... Và em có thể hỏi thêm một chút nữa, đó là vì sao mà anh lại lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc để làm nơi sinh đẻ lần đầu tiên cho vợ mình không? Bởi vì anh đã khám thai đây khá nhiều lần, và dịch vụ ở đây cũng khá tốt. Cho nên anh chọn nơi mà anh sẽ sinh con được làm. Vâng, cảm ơn anh vì đã tin tưởng bệnh viện. Và nếu anh đã đăng ký tại Bệnh viện Thu Cúc rồi thì hoàn toàn yên tâm với đội ngũ bác sĩ tại đây với chuyên môn và tay nghề rất cao. Và cháu xin phép được hỏi cô thêm một chút nữa, đó là lần đầu tiên đưa con dâu đi sinh thì cảm giác của cô cảm thấy thế nào ạ? Và cháu xin cảm ơn cô và anh. Và một lát nữa thôi thì chị Trang sẽ được đưa đến phòng mổ để chuẩn bị phẫu thuật. Với trường hợp của chị Trang đã quá ngày dự sinh, kèm theo thai nhi to mà không có hiện tượng cơn gò hay vỡ ối, nên các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu để con được ra đời một cách an toàn nhất. Thai to được xác định dựa trên yếu tố khám kiểm tra khung xương chậu của người mẹ và tiên lượng về cân nặng của thai nhi qua siêu âm để đưa ra chỉ định đẻ mổ hay đẻ thường. Với các trường hợp thai quá to, bác sĩ khuyến khích không nên đẻ thường vì rất dễ mắc phải các tai biến như là mất máu, vỡ tử cung, tiền sản giật. Ngoài ra thì khi thai kéo dài quá từ 41 đến 42 tuần thì mẹ và bé cũng sẽ phải đối mặt với khá nhiều rủi ro gia tăng như môi trường tử cung bớt lý tưởng dần để nuôi dưỡng bé khi nhau thai cung cấp ít chất dinh dưỡng và oxy hơn, trong khi cơ thể cũng sản xuất ít nước ối hơn. Vì vậy mà trong các tháng cuối của thai kỳ thì các mẹ cần để ý và theo dõi rất kỹ, nên thăm khám thường xuyên và có vấn đề gì bất thường thì cần đến gặp bác sĩ ngay nhé. Giờ thì chúng ta đã ở trong phòng mổ vô khuẩn một chiều. Và hôm nay thì bác sĩ William và bác sĩ Robin, hai bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ này. Lúc này thì các bác sĩ đã thay trang phục đúng quy chuẩn trong phòng mổ rồi và đã rất sẵn sàng, tinh thần cho ca mổ này. Còn bây giờ thì bác sĩ gây tê thủy sống sẽ gây tê thủy sống cho chị Trang. Và với kỹ thuật khéo léo chính xác, chuyên nghiệp thì chị Trang sẽ cảm thấy thoải mái và không bị đau buốt. Và các điều dưỡng thì luôn luôn bên cạnh theo dõi và trao đổi với chị Trang để tạo trong chị Trang một cái không khí thoải mái nhất và một cái tâm lý nhẹ nhàng nhất. Chị Trang thì đăng ký sinh tại Thu Cúc từ tuần thứ 28 và trong quá trình mang thai thì chị Trang đã tăng tới 14 kg và con thì được siêu âm trước sinh là 3,6 kg. Với số cân nặng này của em bé và so với khung người cũng như là xương chậu nhỏ của chị Trang, kết hợp yếu tố thai đã quá ngày thì các bác sĩ đã chỉ định cho chị Trang phải đẻ mổ cấp cứu. Vâng, và vừa rồi thì các bác sĩ đã sát khuẩn vùng bụng để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
Bây giờ thì ca mổ đã bắt đầu rồi, các bạn hãy chờ đợi một ít phút nữa thôi để cùng xem em bé của chúng ta chào đời như thế nào. Và như các bạn có thể thấy là các bác sĩ và điều dưỡng đang thực hiện các thao tác trong ca phẫu thuật rất khẩn trương và chuyên nghiệp. Điều này đề cao sự an toàn trong phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Vì vậy các mẹ đừng lo lắng, đây chính là trải nghiệm thực tế của chị Trang ở trong phòng mổ và bây giờ chị ấy rất tỉnh táo và cảm thấy rất là thoải mái. Vâng, và em bé của chúng ta đã chào đời rồi. Những tiếng khóc đầu tiên của con đã được cất lên, báo hiệu với mẹ là con đã chào đời rồi và xin được chúc mừng chị Trang cùng gia đình đã đón một thiên thần ra đời. Và không biết các bạn đã đoán được em bé ngày hôm nay là trai hay gái chưa? Chị ơi, em bé ra đời rồi chị nhá. Chúc mừng chị nhá. Em bé rất là khỏe mạnh, thuận vía chị ạ, thuận vía lắm, yên tâm nhá. Vâng, và là một bé trai trộm vía rất kháu khỉnh. Giờ thì em bé đang được các bác sĩ và điều dưỡng lau người, thay quần áo và thăm khám sức khỏe để đảm bảo em bé được khỏe mạnh nhất. Và cân nặng của em bé lúc này là 3,7 kg. 3,7 cân ạ? 3,7 cân chị nhá. 3,7 cân, yên tâm nhá. Rất là trộm vía, yên tâm chị ạ. Và bây giờ thì mẹ Trang đang được gần với con yêu của mình một chút. Những khoảnh khắc đầu đời này và được nhìn thấy con thì quả thật thiêng liêng các bạn ạ. Và chúc mừng chị Trang với một ca phẫu thuật thành công và mẹ tròn con vuông. Với mẹ. Giờ thì chúng ta hãy cùng trao đổi với chị Trang một chút nhé. Chị Trang ơi, bây giờ thì chị đang cảm thấy như thế nào ạ? Chị thấy khá ổn. Vâng, em cùng tất cả mọi người có mặt tại đây cũng như là những người đang theo dõi livestream đều đã thấy những giọt nước mắt xúc động và hạnh phúc của chị. Chị định đặt tên cho bạn nhỏ của nhà mình là gì ạ? Bạn ấy tên là Minh. Dạ vâng, xin được chúc mừng chị và gia đình một lần nữa ạ. Tóc hết rồi. Rồi phi phi bong bóng này. Con đây là cái sữa. Cho thấy mặt nó hơi.
Vừa rồi thì bé cũng đã tạm biệt mẹ để lên gặp bố yêu của mình. Và chắc chắn thì bây giờ bố cũng đã sẵn sàng để gặp con và áp ra con rồi. Chúng ta hãy cùng lên gặp anh Toàn để xem cảm xúc của anh gặp con yêu như thế nào nhé. Trộm vía lắm ạ, 3 cân 7 bà nhá. 3 cân 7. Vâng, đấy. 3 cân 7 ạ. Nhà mình nhà hạn chế vào một chút, chả tại trong phòng này ạ. Ông nội, ông nội. Trộm vía quá. Quay cả mấy thôi. Thôi thôi. 15 phút, 10 phút. Quay một lúc thích thì không biết đâu bỏ ra. Chắc hẳn khi xem những khoảnh khắc từ lúc em bé gặp mẹ hay được áp ra bố thì chúng ta đều có chung một cảm giác, đó là rất xúc động. Và với tình cảm thiêng liêng như vậy thì ắt hẳn là không có trái tim nào không thể không rung lên vì hạnh phúc. Và nếu các mẹ đang theo dõi livestream muốn được tư vấn thêm các vấn đề trong thai sản cũng như là để đăng ký sinh tại Thu Cúc thì hãy comment ngay tại livestream này để được Thu Cúc hỗ trợ. Và các mẹ đừng quên là Thu Cúc đang triển khai những chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt, đó là giảm giá 20% đối với mẹ đăng ký thai sản trọn gói trong tháng 9 này. Và các bạn biết không, mặc dù lần đầu tiên được bế con và áp ra nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là ông bố của chúng ta ngày hôm nay cũng rất là khéo léo. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay lại trao đổi với anh Toàn một chút nhé. Anh Toàn ơi, hiện tại thì anh đang cảm thấy như thế nào ạ? Anh đang rất là vui. Em bé rất là trộm nhé. Được bế bạn ấy trong vòng tay của anh lần đầu thì ắt hẳn cũng có nhiều bỡ ngỡ đúng không ạ? Và anh có dự định là đặt tên cho em bé ở nhà là gì không ạ? Vâng, vậy thì với cái tên này thì có ý nghĩa gì đặc biệt với anh và chị không ạ? Tên đấy gần giống với tên nickname trên công ty của anh. Vâng, và một cái tên rất lạ và đáng yêu. Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi và chúc mừng gia đình mình thêm một lần nữa. Trong khi em bé đang áp ra bố thì chúng ta hãy cùng ra ngoài gặp mẹ của anh Toàn và cũng là mẹ chồng của chị Trang để xem cảm giác của bác ấy bây giờ như thế nào nhé. Cháu chào bác ạ, bác đang cảm thấy như thế nào ạ? Bác bây giờ cảm giác của bác vui lắm, phấn khởi lắm. Bác cảm ơn tất cả các đội ngũ bác sĩ, y sĩ, tất cả các nhân viên ở bệnh viện. Bác cảm ơn giúp đỡ em sinh là mẹ chồng con vuông. Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của bệnh viện Thu Cúc. Và các mẹ ơi, các mẹ hãy đặt chọn niềm tin với bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc để có những giây phút trải nghiệm dịch vụ sinh đẻ đẳng cấp quốc tế. Và các mẹ đừng chần chừ mà hãy đăng ký ngay với Thu Cúc để tận hưởng khuyến mại 20% trong tháng 9 này khi đăng ký thai sản chọn gói cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn bằng cách là gọi điện đến tổng đài 1900 558896 để được tư vấn và chi tiết hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo. Bé nó còn thay đổi.